ai không niệm ai không chanh thì có ai trong đó tức là sao? Có ai trong đó là thuộc tạo tác rồi, tức là có cái người dứt niệm, cái người dứt sanh, phải không? Mà đã có người dứt niệm, người dứt sanh á, thì là vẫn y nguyên còn sanh diệt. Cho nên ở đây thì ngay trên cái niệm mà vốn tự vô niệm, ngay nơi cái sanh vốn tự vô sanh đó, thì cái đó mới là vô niệm vô sanh chân thật. Nghĩa là cái thể của nó là tự vô niệm tự vô sanh, chứ không phải là ai làm cho nó vô niệm ai làm cho nó vô sanh. Đó. Còn mình mà nghe nói vô niệm vô sanh là nghĩa là dứt diệt cho nó hết, diệt cho nó hết niệm, diệt cho nó hết sanh, thì cái đó nhiều khi còn nguy nữa. Bởi vậy mà Lục Tổ ngài có lần ngài bảo ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, ngài nói ở trên các cảnh mà tâm chẳng nhiễm là vô niệm, không ở trên các cái cảnh mà tâm không nhiễm thì đó là vô niệm, ở trên cái niệm của chính mình mà thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Còn nếu mà chỉ trăm vật chẳng nghĩ trừ sạch hết niệm thì một niệm dứt bạc liền chết, thì thọ sanh vào chỗ khác thì đó là lầm to. Nếu mình nghe nói vô niệm cái thì ngài nói không nghĩ hết, cho nó không nghĩ hết, dứt sạch cho nó không còn niệm. Mà ngài nói vậy thì nếu mà một niệm mà dứt bạc dứt hết thì liền chết ngay phải không? Mà chết thì tức là thọ sanh vào chỗ khác rồi. Cho nên đó là lầm. Mà ở đây ngài nói ngay ở trên cảnh, không, ngay trên cảnh mà tâm nó lìa cảnh thì đó là vô niệm. Ngay trên cảnh mà tâm không sanh là theo cảnh thì đó là vô sanh, chứ không phải mà diệt không cho nó nghĩ gì hết, thành ra chết thì vậy là mắc kẹt. Cho nên Lục Tổ ngài nói rất là rõ ràng, không vậy thì chính ngay trên cái niệm niệm của mình đó, nghĩa là trên từng niệm của chính mình mà không có chỗ gì để duyên thì ngay đó là vô sanh vô niệm chứ gì hết. Cho nên ngài nói ở trên cảnh mà chẳng nhiễm, tất nhiên là ở nơi mỗi tâm niệm của mình mà không có chỗ gì để duyên, thì chính là niệm mà vô niệm, thì sanh mà vô sanh, chứ không phải là vô niệm mà không biết cái gì, như thế không? Cho nên nhiều người mà nghe nói vô niệm thì sợ là mình tu mà tới vô niệm thì chắc là không còn niệm tới không biết gì hết. Còn ở đây thì không phải vậy, vô niệm mà vẫn sáng ngời, còn vô sanh mà vẫn tỏ rõ, bởi vì đâu có diệt. Như vậy thì vô niệm sáng ngời, vô sanh tỏ rõ, cho nên còn có ai chen vào trong đó được nữa, thì thấy không, đã vô niệm nó rất sáng ngời tỏ rõ rồi thì còn có ai chen vào nữa. Cho nên ở đây nói khác đi chút á, thì vô niệm tức là cái gì? Tức là tâm bình thường chứ gì hết. Vô niệm tức là tâm bình thường mà không có thêm cái gì khác của ngày Năm Tiền á, không? Nghĩa là vô niệm chân thật là phải như vậy. Nghĩa là ngài Chư Châu ngài hỏi vậy thế nào là đạo, thì ngài đáp là tâm bình thường là đạo, không? Nhưng mà ngài Chư Châu ngài hỏi lại vậy là có thể mà nhằm tiến đến đó chăng? Tâm bình thường nhưng mà có thể nhằm tiến đến đó chăng? Thì ngài đáp là nếu mà nghĩ đến thì liền trái, tức là nếu mà nghĩ tiến đến thì liền trái liền. Cho nên ngài Chư Châu ngài hỏi như vậy thì nếu chẳng nghĩ đến thì làm sao biết là đạo? Thì ngài Năm Tiền ngài mới bảo rõ đạo chẳng thuộc biết chẳng biết, không biết đó là vọng giác, còn chẳng biết đó là cái gì? Vô ký. Còn nếu mà thật thấu suốt đạo chẳng nghi ngờ thì nó giống như hư không rộng lớn thênh thang, đâu có gắn nói phải quấy. Thì ngay đó ngài Triệu Châu ngài ngộ được cái quyền chỉ gọi là tâm sáng rỡ như trăng sáng rỡ. Thì quý vị thấy tâm bình thường sáng rỡ thênh thang, phải không? Nó bình thường, nó sáng rỡ thênh thang, không có thêm một niệm gì khác nữa thì sao? Thì chính đó là vô niệm chân thật chứ gì. Vô niệm mà không có, nghĩa là gọi là không có phải mê mờ mà vẫn biết rõ ràng, cho nên đây gọi là sáng rỡ, vô niệm mà sáng rỡ. Thì quý vị thấy bây giờ đây á, quý vị chỉ cần điều
giờ hãy niệm tất cả, tức là niệm mà không có chỗ để niệm, rồi sanh mà không có chỗ để sanh, thử coi. Bây giờ ngay nên niệm niệm đó, mình niệm mà không có chỗ để niệm, sanh mà không chỗ để sanh, thử coi coi, thì ngay đó là vô niệm vô sanh liền, khỏi cần phải diệt, không cần phải diệt niệm, mà niệm ngay nên niệm, nhưng mà niệm không có chỗ, sanh mà không có chỗ để sanh, thì ngay đó là vô niệm, ngay đó là vô sanh. Nhưng mà là sao gọi là sanh mà không chỗ sanh? Thành ra trên danh từ nói dễ phải không? Nhưng mà sao là gọi là niệm mà không chỗ niệm, sanh mà không chỗ sanh? Cái đó thì không giải thích danh từ. Giải thích danh từ thì dễ quá rồi. Cho nên đây sanh mà không chỗ sanh tức là mình biết khắp tất cả, biết khắp tất cả tức là sanh. Biết tức là sanh chứ gì, biết khắp tất cả tức là sanh, nhưng mà không có một tướng gì để biết, phải không? Thì tức là sanh mà không có chỗ để sanh, thì vậy thì ngay đó là vô sanh rõ ràng, tức là biết cũng tức là niệm như vậy, niệm đã biết, cho nên mình biết tất cả mà không có cái tướng gì để biết, thì ngay đó là vô niệm, ngay đó là vô sanh liền, mà không phải diệt cái niệm, diệt cái sanh. Thì thấy rõ, cho nên chỉ cần có một điều là không trụ vào một tướng biết nào hết, biết mà không trụ vào một tướng biết nào hết, thì đó là rõ được vô niệm, rõ được vô sanh liền, chứ không phải diệt. Cho nên học cái này nếu mà học kỹ thì quý vị thấy cái đường tu nó mới rõ ràng. Cho nên có lần mà thiền sư Băng Khuê đó, có chú Tiểu, chú Tiểu hỏi chừng khoảng 14-15 tuổi, mới hỏi ngài khi mà con tọa thiền thì những tư tưởng nó lại khởi lên thì con phải làm sao? Giống mình không? Phải không? Ngồi thiền mà giờ tư tưởng nó khởi lên thì phải làm sao đây? Thì ngài Băng Khuê ngài mới bảo phân biệt được và nhận ra được từng ý nghĩ khởi lên thì đấy chính là cái công năng linh hoạt của tâm Phật. Phân biệt và nhận rõ từng cái ý nghĩ mà nó khởi lên đó, thì đó là cái công năng không linh hoạt của tâm Phật. Vì tâm Phật nó vốn bất sinh không, mà nó cũng chiếu sáng kỳ diệu, bất sinh mà chiếu sáng kỳ diệu, cho nên bất cứ cái gì mà được lưu giữ ở trong tâm con đó, thì bây giờ nó trồi lên, bởi vì nó vừa là nghĩa là bất sinh mà đã chiếu sáng, cho nên phải có cái gì trong đó thì nó phải trồi lên hết, không có chỗ nào mà giấu được hết. Còn mình bởi vì tâm mình nó còn mờ, cho nên có chỗ cho nó trốn, phải không? Còn bây giờ nghĩa là nó sáng ngời hết rồi thì không có chỗ nào trốn hết thì nó phải trồi lên hết, phải không? Từ ngày mà nói thêm vậy thì trong cái tâm Phật không có một tư tưởng hay một vật gì, trong cái tâm Phật đó, thì nó không có một tư tưởng cũng không có một vật gì. Bởi thế khi mà con không để mình vương vấn với chúng, tức là đã phù hợp với tâm Phật bất sinh. Đừng có lo cố xua đuổi chúng hay là ngăn chặn chúng. Thì vậy quý vị thấy, đây ngài cũng bảo rất rõ ràng, không phải là diệt nó, ngăn nó, không, mà nhận rõ từng cái rõ ràng, không có làm cái gì hết. Tức là không theo nó, biết rõ mà không theo, tức là không có duyên theo. Cho nên như vậy thì ngay đó thì liền rõ được cái thể vô niệm, thể vô sanh. Thì như vậy rõ ràng phải không? Nghĩa là không vương vấn gì cái gì hết thì tự hợp với tâm Phật bất sinh từ thở nào rồi. Chứ không phải diệt. Nhưng mà mình thường thường á thì thấy nó nhiều quá, thấy ngồi thiền tư tưởng nó nhiều quá, cứ muốn nghĩa là diệt cho nó sạch. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, giờ lấy cái gì diệt đây? Giờ tư tưởng nó nhiều đó, giờ lấy cái gì diệt? Nghe thấy không? Rõ ràng nếu mà khởi cái tâm khác lại diệt nó thì cũng có thêm cái khác nữa rồi. Mà nếu mà diệt nó hết thì không còn để cho nó biết gì hết thì còn nguy nữa. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Quảng Trừng ở Đại Đồng, hỏi chứ bây giờ làm sao mà diệt được hết 6 căn? Mình tu thì 6 căn nó chạy tới 6 trần nè, nó cứ đuổi hoài, phải không? Thì giờ làm sao mà diệt nó hết đây? Thì ngài Quảng Trừng đó, ngài mới bảo hư kiếm chém hư không, chẳng làm thương tổn đến vật.
đó. Giống như là mình lấy kiếm đó, mình quơ trên hư không à, thì nó có đụng cái gì, có làm tổn thương cái gì à. Mình là thường thường thì mình cứ nghĩ, cứ tưởng là phải diệt cho hết sáu căn này, không còn cho nó thấy biết gì nữa thì nó mới được an ổn, mới được vô niệm, phải không? Chứ còn nó còn thấy còn biết là còn động hoài, phải không? Bây giờ lỗi cái sáu căn này cứ chạy theo sáu trần ngoài hoài à, thì bây giờ phải diệt cho nó sạch, không còn cho nó thấy biết gì được hết thì mới được yên. Mà nếu như vậy thì tức là sao? Tức thành cây đá, phải không? Không cho nó thấy biết gì hết. Còn ở đây là cốt, ngài dạy là cốt đó, mình thấy biết tất cả mà không trụ vào một cái gì hết thì có thương tổn gì cái nào đâu. Cũng giống như quơ kiếm mà quơ trên hư không á thì có dính đâu. Còn mình thì mình cứ nhầm vật mà quơ không à, phải không? Cứ lựa ngay vật mà quơ xong thì nó dính hết à. Cho nên như vậy thì giờ nó dính rồi cái nó tổn thương rồi, nó bất an, bất an rồi giờ cái muốn dẹp à. Còn bây giờ nghĩa là quơ trong hư không đó thì không dính chỗ nào hết thì tự nó yên thôi. Cho nên có nhiều người tu nghĩa là mình cứ đổ thừa, không đổ thừa sáu căn, đổ thừa tại vì cái nghĩa là cái cảnh bên ngoài, để cái cảnh nó cứ làm rối loạn mình hoài, phải không? Mà không ngờ cái rối loạn đó, tại sao có người thấy cảnh mà không rối loạn mà mình thấy bị rối loạn đó, quý vị thấy kỹ không? Thì vậy đâu phải tại cảnh, nếu mà tại cảnh đó, thì ai thấy nó là cũng phải rối loạn hết, phải không? Còn giờ có người thấy không bị rối mà mình thấy là bị rối thì rõ ràng cái lý do là tại mình chứ không phải tại cảnh, phải không? Nhưng mà tại mình cứ thấy rồi cứ duyên theo đó rồi khởi phân biệt à, tức là mình cứ nhắm vào vật đó mà cứ chém không à, thành ra bị thương tổn à. Cho nên đây ngày dài chỉ cần quơ kiếm mà chém trong hư không thì không có tổn gì cái gì hết. Cũng vậy, mình thấy biết tất cả mà không có trụ vào một cái gì hết thì đâu có lỗi lầm gì thì ngay đó là tự yên liền Cho nên ở đây mới nói rằng nếu thực không sanh thì không chẳng sanh Nếu mà thực không sanh thì nó không có chẳng sanh. Nghĩa là đúng cái nghĩa không sanh là không phải là diệt cái sanh, diệt cái sanh khiến cho nó chết hẳn, giữ chặt không cho nó sanh. Mình bây giờ thì nghĩa là tu là không sanh là giữ, không giữ chặt không cho nó sanh, phải không? Thì cái kiểu đó tức là sao? Cái kiểu đó nếu mà được vô sanh thì sao? Thì cái vô sanh đó là cái vô sanh thuộc về tạo tác, tức là cái vô sanh đối với cái sanh, không tức mình giữ cái này để mà đối với cái kia, giữ cái kia, giữ cái sanh để mà giữ chặt cho nó không sanh. Mà giữ chặt cho nó không sanh thì khi hết giữ thì sao? Thì nó sanh. Rõ ràng phải không? Cái lo giữ cho nó không sanh thì hết giữ cho nó sanh. Thành ra cái vô sanh đó là cái vô sanh thuộc về tạo tác, tạm thời thì cũng vẫn nằm trong cái sanh diệt. Vì đây rõ. Và như vậy thì mình còn biến cái vô sanh thành ra cái đối tượng của mình nữa. Tức là biến cái vô sanh thành đối tượng để cho mình giữ. Vậy cho nên là đó là cái chưa rõ được cái nghĩa vô sanh chân thật. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Tướng Cực đó, tức là ngài là ngài nói pháp ngài phá táo đọa đó, hỏi thế nào là người tu hạnh lành, thế nào là người tu hạnh lành. Nếu mà cỡ mình thường thường thì người tu hạnh lành là sao? Bố thí trì giới làm này làm kia, phải không? Nhưng mà ngài hỏi thế nào là người tu hạnh lành, ngài đáp mang gông đeo còng. Người đeo gông mang còng đó là tu hành lành, quý vị chịu không? Đó. Rồi hỏi thế nào là người tu hành dữ thì ngài nói tu thiền nhập định. Đó, tu thiền nhập định đó là tu hành dữ, quý vị chịu chưa? Đó. Thì ông tăng hỏi thêm con căng cơ cạn cợt, xin thầy chỉ thẳng. Thì hết hiểu nổi rồi. Nói vậy là làm sao hiểu nổi, phải không? Đó. Thì ngài Tướng Cực ngài mới đáp, không ông hỏi ta giữ thì giữ chẳng theo lành, ông hỏi ta lành thì lành chẳng theo giữ. Hỏi giữ thì giữ không theo lành, hỏi lành thì lành không theo giữ. Ông tăng im lặng hồi lâu cũng chưa coi như chưa hỏi. Cái thì ngài mới hỏi chứ ông hỏi chăng? Ông ơi, dạ không, chẳng hỏi.
thì Ngài mới giải thích thêm. Ngài mới nói rằng người giữ thì không có niệm lành, phải không? Người giữ thì không có niệm lành, người lành thì không có niệm giữ. À, do đó nói lành giữ như mây nổi đều không có chỗ khởi diệt. À, thì ngay đó ông Tăng liền ngộ liền. À, khi ngộ vậy thì sao có người thuật lại cho Ngài phá tối đọa Ngài nghe. Ngài mới bèn nói cái kẻ này đã lãnh hội tột cùng các pháp vô sanh. À, vậy thì quý vị thấy về vô sanh, pháp vô sanh chỗ nào? À, Ngài nói là người giữ thì không có niệm lành. Khi mà quý vị mà gọi là khởi giữ, không? Đang giữ thì có niệm lành trong đó không? Có niệm lành thì làm cho giữ, phải không? Còn khi mà còn người lành thì không có niệm giữ, phải không? Đang lành thì không có niệm giữ rồi. À, thì vậy tức là sao? Vậy tức là cái lành, cái giữ đó nó không có cái thực thể, phải không? Nó không có thực thể, có cái này không có kia, cũng giống như sáng và tối vậy. Có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối. Thì vậy rõ ràng sáng tối là không có cái thực thể của nó, phải không? À, chỉ tạm đối nhau mà lập thôi, tức là chứ không có thực thể thật. À, mà rõ được như vậy tức là sao? Tức là rõ được cái lành, cái dữ đều là cái tạm đối đãi để mà lập, không có thật. À, thì mình ngay đó quên cái niệm lành dữ thì liền hợp với vô sanh, phải không? À, thì vậy vô sanh ngay đó liền, chứ khỏi cần phải nghĩa là trừ dẹp gì. À, cho nên đây Ngài nói cái khéo léo nhưng mà nhận rõ thì mới thấy cái nghĩa vô sanh nó chân thật. À, thì cái đó rõ ràng, phải không? Nếu mà mình nghĩa là ngay khi niệm lành thì đâu có niệm dữ, phải không? Còn ngay khi niệm dữ thì không có niệm lành. Thì vậy rõ ràng hai cái lành dữ đó là cái đối đãi nhau thôi, chứ không có thực thể. À, chứ còn nếu thực sự mà cái lành có thực, cái dữ có thực á, thì khi niệm lành thì niệm dữ nó cũng phải có, phải không? Chứ nó mới có thực. Còn này nó không có thực, cho nên có này không có kia. À, thì vậy rõ ràng không có thực thể thì mình quên cái niệm lành dữ đó, thì ngay đó là hợp thể vô sanh. À, cho nên là Lục Tổ mà khai thị Thượng Tọa Minh là cái bài pháp đầu tiên là chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác đó, thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó, thì chính ở chỗ đó, không nghĩ thiện không nghĩ ác. À, thì ngay đó mình rõ được cái lẽ thật. À, cho nên như vậy thì ngay đây mà không có cái tướng gì để niệm, không? Tức là không có tướng lành, không có tướng dữ để niệm. À, thì ngay đó là cái vô niệm, mà vô niệm sáng ngời, chứ không phải là nghĩa là vô niệm mà nó lại nghĩa là mờ mờ mịt mịt, phải không? À, cho nên như vậy thì quý vị thấy rõ ai vô niệm ai vô sanh, không có ai chen vào trong đó nữa. À, chính là tự cái thể của nó tự là vô niệm, tự là vô sanh, nhưng mà vì mình không có chịu sống với cái thể đó mà lại sanh chuyện thôi, không? Tất nhiên là cứ khởi này khởi kia để mà rồi quên sống nó, rồi lại cứ đi dẹp. À, rồi hai câu kế là gọi người gỗ mái hỏi xem thử, cầu Phật ra công bao kiếp thành. Tất nhiên là gọi cái người gỗ đó, cái hồi xưa gọi là cái người gỗ mái, tức là người ta làm cái người mái bằng gỗ rồi để mà ta kéo thành ra những cái múa này múa kia đó. Bây giờ mình giống như là người mái rồi đó. À, thì như vậy bây giờ Ngài nói rằng bây giờ gọi cái người gỗ đó đó, hỏi coi bây giờ mà cầu thành Phật đó, không, mà gia công tức là tạo tác đó, bây giờ muốn tạo tác, muốn thực hành cái công phu đó, không, để mà cầu làm Phật thì bao giờ thành? À, nghĩa là muốn thành Phật thì bằng cái cách mà tạo tác để mà thành đó thì bao giờ để thành được? À, cái chữ mà gọi là nguyên văn của chữ Hán gọi là tảo vãn thành đó, không? Tảo vãn tất nhiên là đây là cái tiếng địa phương của cái miền Giang Chiết của Trung Quốc đó. À, tức là bao giờ mà được thành. À, thì vậy hỏi người gỗ đó đáp sao cho quý vị? À, tức là rất uổng công, phải không? Rất là uổng công. À, gia công để mà thành Phật thì quý vị nghĩ, nếu mà mình gia công mình làm để mà thành Phật thì khi thành đó thì quý vị thành cái gì? Nếu mà thành được Phật thì tức là mình không còn là mình rồi,
Tất nhiên mình làm để được ông Phật kia, thì mình không còn là mình rồi, tức là thành một cái khác rồi, tức là mình cố làm để mà thành được cái khác. Đó. Cho nên mình không hiểu kỹ. Nếu mà gia công mà có đó, thì bây giờ đây đó, rồi thành rồi á, thì mình cái mình này bỏ đi đâu đây? Cho nên sự thật á, Phật là cái người giác ngộ chứ gì, không? Phật là người giác ngộ thôi. Nhưng mà mình đã mắc kẹt trên cái danh từ, nghĩa là nó thành Phật rồi phải thành ông Phật, ông Phật đó. Cho nên bỏ cái này để mà muốn thành cái kia. Trong khi nghĩa là cái tiếng Phật là bởi vì khó dịch, cho nên là xưa các ngài để nguyên, mà chính để nguyên đó là mình hiểu lầm. Khi mà nói tu thành Phật tức là phải tu thành ông Phật Thích Ca, không? Nhưng Phật Thích Ca hoặc là mình nói khi mà nói là tâm Phật thì mình là nghĩ là tâm của ông Phật, phải không? Mà không ngờ Phật tức là giác, cho nên nếu mà nói tâm Phật tức là tâm giác ngộ chứ gì. Bởi vậy mà trong Quyết Mạch Luận, gọi là Bồ Đề Đạt Ma Quyết Mạch Luận đó, thì trong đó có giải thích Phật là tiếng Ấn Độ, người Trung Hoa gọi là tánh giác, mà giác là linh giác, nó ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay động chân đều là tánh linh giác của chính mình. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiệt. Như vậy nghe nghe nó Phật tức là tánh giác, mà giác là cái linh giác của chính mình đây, thì cái đó, đó nó ứng dụng trong hàng ngày của mình, nhướng mày chớp mắt giơ tay động chân đều là trong cái tánh linh giác đó nó ứng ra, nhưng mà mình quên nó, mê nó thôi. Cho nên nếu mà ngộ được cái đó thì tánh đó tức là tâm, mà tâm đó tức là Phật, Phật là đạo, đạo là thiền. Vậy là thiền là ở chỗ nào? Ngay trong cái tánh linh giác đó chứ không gì khác hết. Nhiều khi rồi mình cứ nghe nói thiền là cái gì đó xa xôi, cho nên cũng ngồi cái để mà cầu, cầu được cái thiền gì đó, phải không? Thành ra cái thiền đó cũng thiền ở bên ngoài. Như vậy để cho quý vị thấy rõ, đây là hai cái câu này cũng như cái đoạn này là để ngừa bệnh, bởi nó đi đôi với cái đoạn trước. Bởi vì đoạn trước nói rằng xưa nay gương bụi chữa từng lao, tức như là cái bốn câu mà học đợt trước đó, gọi là xưa nay gương bụi chữa từng lao. Như vậy tức là không có cái chuyện mà gọi là di lặc tự nhiên, hoặc là di lặc trời xanh Thích Ca tự nhiên đó. Xưa nay gương bụi chữa từng lao, tức như là không có thể để tự nhiên mà nó có, mà phải dụng công, phải không? Dụng công mới được. Nhưng mà rồi mọi người lại sợ nghe nó dụng công vậy thì lại rơi vào trong cái thấy, nghĩa là sanh diệt tạo tác nữa, tức là phải dụng công mới được. Bởi vì trước đó là sợ mình nghĩ rằng nói cái đó nó sẵn rồi, sẵn là không cần tu hành gì hết cũng được, cho nên mới nói gương xưa nay gương bụi chữa từng lao, phải có, nghĩa là cái công phu, nghĩa là quân tập mà sạch hết những cái tạp nhiễm thì mới rõ được. Nhưng mà nghe nói như vậy thì sợ có người lại rơi vào cái thấy khác nữa, thành ra phải dụng công mới có mới được. Cho nên ở đây mới nói nghĩa là cầu Phật ra công thì bao kiếp thành, đó là phá cái niệm mà để nghĩa là rơi vào trong cái gọi là cái sinh diệt nữa. Như vậy thì quý vị thấy, như vậy thì Phật, quý vị hiểu kỹ không? Vậy là Phật muốn thành Phật á là phải thành sao? Ở trong Quyết Mạch Luận á, cũng trong Quyết Mạch Luận đó có một đoạn khác ngài nói rõ hơn, nó Phật á thì ngài chẳng có trì giới, không? Phật thì không có trì giới, Phật chẳng có tu thiện, Phật chẳng có tạo ác, không? Rồi Phật chẳng có tinh tấn, Phật chẳng có giải đãi, Phật là người vô tác. Chỉ có cái tâm trụ trước á thì thấy Phật tức chẳng nhận, nghĩa là mình vừa có cái tâm mà trụ trước á thì dù thấy Phật cũng không có nhận. Phật chẳng là Phật chớ khởi cái hiểu Phật, đó quý vị hiểu không? Phật chẳng là Phật chớ hiểu cái chớ khởi cái hiểu Phật. Tại sao Phật chẳng là Phật? Đó.
Phật mà còn làm Phật nữa sao? Cho nên gọi là Phật không có làm Phật. Cho nên gọi là Phật thì chẳng có là Phật. À, mình khởi cái hiểu Phật tức là mình biến thật thành cái gì? Khởi cái hiểu Phật thì Phật đó là Phật kiến giải. Hiểu Phật thì Phật đó là Phật kiến giải. À, cho nên ở đây Phật đó là phải là cái sức sống giác ngộ ngay chính mình, đó mới là Phật thật. Còn mình hiểu Phật thì rõ ràng đó là Phật kiến giải thôi, Phật danh từ, Phật chữ nghĩa, phải không? À, nhưng mà mình bây giờ mình mắc kẹt cái Phật đó nhiều, phải không? À, mà nếu mà có Phật mà để làm á, thì tức là phải rời cái chúng sanh này có Phật, phải không? Tức mình muốn làm Phật thì tức là phải bỏ cái chúng sanh này rồi làm Phật kia. À, và như vậy thì bỏ chúng sanh này đi đâu? À, cho nên đây cần nhất là phải hiểu rõ Phật là gì mà mình muốn tạo tác để thành. À, Phật là cái gì mà mình muốn tạo tác để thành. À, Phật là cái tâm giác ngộ của mình thôi chứ gì, phải không? Mà đã tâm giác ngộ của mình nơi mình thì bây giờ muốn thành ở đâu đây? À, cho nên đó là muốn nhắc mình là phải sống trở về với tánh giác chính mình, đó mới là Phật thật. Còn cầu để thành đó là thuộc về Phật tạo tác rồi. À, nhưng mà ở đây vì chú ý, tại vì nhiều khi học mà không khéo dễ làm, nó Phật chẳng có trì giới, Phật chẳng có tu thiện, Phật chẳng tạo ác. À, Phật thì đâu còn có lỗi lầm nữa mà trì giới, phải không? À, cho nên Phật không có tu thiện. À, nhưng mà cũng không có tạo ác. Sao cái gì đấy không? Phật không có tu thiện mà cũng không có tạo ác. À, chứ còn không khéo mà nó Phật thì cũng không có tu thiện hết, nhưng mà mặc tình mà làm ác thì cái đó là chúng sanh rồi chứ không phải Phật rồi. Như thế không? Rồi Phật không? Chẳng có tinh tấn mà Phật cũng chẳng có giải đãi. Cái gì đấy không? À, cho nên những chỗ này là phải học cho hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi là mình học trên cái lý. À, nghe nói Phật thì không có tinh tấn gì hết, thì nó rồi cứ mặc tình mà giải đãi, phải không? À, thì cái đó là sao? Đó gọi là học mà học kiểu bắt chước, không? À, nghe là nghe nói Phật không tinh tấn rồi thôi, nghe là cứ nghe là tùy duyên, phải không? À, tùy duyên nhưng mặc tình buông lung giải đãi, thì như vậy tức là thuộc về nói suông, à, không có thực. À, phải hiểu được cái ý đó. À, thì vậy quý vị hiểu về đề Phật. À, đó là Phật gì? Cho nên ở đây ngài cũng nói thành Phật này là thành Phật ngay tự tâm mình, chứ không có Phật nào khác để thành. Đó là cái ý ngài muốn nói như vậy. À, mà chính ở chỗ này ngài Hoằng Bá ngài dạy, cũng từng dạy trong truyền tâm pháp yếu đó. À, ngài dạy là chỉ một tâm này thôi, cái chọn không có một pháp bằng hạt cải có thể được. À, tức tâm là Phật. À, hiện nay người học đạo không ngộ tâm thể này, bèn ở trên tâm mà sanh tâm, rồi hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Cúng dường mười phương Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. À, gì đó ngài Hoằng Bá ngài nói rất rõ, chính tâm này là Phật thôi chứ không gì khác hết. Nghĩa là không, ngài nói không một hạt cải mà có thể được. À, nhưng mà cứ lo, mình cứ lo trên tâm mà sanh tâm, hướng ra ngoài mà cầu Phật, rồi chấp tướng mà tu hành. À, chấp tướng tức là muốn thành Phật, tức là sao? Tu là phải tôi, nghĩa là tôi siêng năng, tôi tinh tấn, tôi ngại ăn bữa, tôi nghĩa là không có nghĩa là ăn rau thôi, không uống nước thôi đó, tức nghĩa là chấp những cái tướng để mà tu hành, để mà được cái gì đó, để mà lạ thường hơn người khác. À, thì ngài nói cái đó đều là pháp ác hết. À, mà đây là phải nhớ trở lại chính mình thôi, mà nhất là cái câu ngài nói rằng cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Vậy thì quý vị thấy đạo nhân vô tâm nghĩa là ở đâu mà để cúng dường? À, vậy đạo nhân vô tâm đó hơn Phật hay sao? Cao hơn Phật không? À, cho nên đó là để muốn nói rằng mình cúng dường đạo nhân vô tâm là sống trở về với ông Phật của chính mình đó. À, thì cái đó là cái rất là quý, bởi vì mình sống trở về với ông Phật chính mình thì đó là cái nhân để thành Phật. Khi mà đầy đủ trọn vẹn thì sẽ là một vị Phật, tức là mình là một vị Phật đồng với mười phương chư Phật. Thế nên cái quý là cái quý như vậy, chứ không phải nó cúng dường một đạo nhân vô tâm đó rồi cái thì coi như đạo nhân đó là cao hơn Phật. Không, hiểu như vậy là hiểu lầm lẫn. Không,
Vậy thì quý vị hiểu thì cái câu này, bốn câu này là muốn ngầm, muốn nhắc mình cái gì? Đây là muốn ngầm chỉ là tự tánh mình nó vốn vô sanh rồi, thấy không? Thành Phật là thành ngay nơi tự tánh đó, chứ không phải thành ở đâu khác, không phải do công phu mà tạo được. Cho nên đây là mình phải quên cái công phu thì nó tự khế hợp với Phật chân thật. Chứ còn nếu mà cầu một cái để thành cái gì đó thì Phật đó là Phật thuộc về sanh diệt, Phật bên ngoài. Nói đúng hơn là phải nhận rõ ra là Phật pháp thân, đó mới là Phật chính. Cho nên có một lần ngày Nam Tuyền, một hôm cái thì ngài gọi ông viện chủ, ngài gọi viện chủ, thì ông viện chủ dạ, ngài bảo Phật 90 ngày lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẫu hoàng, rồi khi ấy ông vua U Điền nhớ Phật, thỉnh ngài một kiền liên vận thần thông đưa thợ lên cung trời khắc tượng Phật, thì thợ chỉ khắc được 32 tướng, còn vì sao cái tướng Phạm Âm khắc chẳng được? Nghĩa là khắc thì khắc được 32 tướng tốt của Phật, còn cái tướng Phạm Âm đó sao khắc chẳng được? Thì ông viên chủ hỏi thế nào là tướng Phạm Âm? Thì ngài Nam Tuyền ngài bảo lừa chết người đó, lừa chết người. Thì vậy gì đấy, tức ngày đây là ngài dẫn câu chuyện Phật mà khi mà sau khi thành Phật rồi ngài mới lên cung trời đau lợi để mà thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia đó, khi được sanh lên đó rồi thì ở dưới này ông vua U Điền ông nhớ Phật quá, cho nên mới nhờ ngài một kiền liên, ngài mới dùng cái thần thông đó đưa thợ dưới này lên trên đó rồi khắc tượng Phật để về đây cho ông nhìn đó, ông nhớ đó, ông lễ. Thì cho nên đây thì ngài mới hỏi, thì như vậy thợ thì thợ khắc được, thì khắc được 32 tướng tốt đó thôi, còn cái tướng Phạm Âm á thì làm sao khắc? Phạm Âm tức là cái tướng gì? Phạm Âm đó mới là Phật thiệt đó.